Rồi, hello, xin chào mừng anh chị em đã quay trở lại với channel Mực In Minh Khuê. Hôm nay xin gửi tới anh chị em cũng như là các bạn cùng với lại tôi xử lý em máy. Đây là em máy Canon LVB251. Ta cùng kiểm tra xem em nó bị sao nhé. Tạo in thử đây, nhấn vào cái biểu tượng đây, biểu tượng vừa của mình có giống như cái đầu người ấy. Sau đó phím mũi tên xuống, chọn output report, rồi green lit in lit. Ở trong này các bạn tùy các bạn lựa chọn, các bạn chọn cái nào in cũng được. Nhấn ok, ok tiếp này, chọn yes. Rồi. Rồi đây, tình trạng em nó là bị bóng chữ nhá. Đây, bóng xuống dưới này. Trường hợp này phải xử lý như nào? Trường hợp này thì chúng ta cùng kiểm tra thử bằng hộp mực khác. Nếu anh em có thì anh em thử bằng hộp mực khác. Còn trường hợp nếu mà không có thì chúng ta phải phán đoán thôi. Nhưng mà theo tôi thì cái trường hợp như này có hai khả năng. Nếu mà ở hộ mực thì là do cái trục cao su, vệ sinh sạch trục cao su đi nếu mà không hết, hoặc là thay trục cao su mới mà vẫn không hết, thì chúng ta mới tiến đến phương án thứ hai, đó là do cụ sấy. Nguyên y phần thử cho hộp mực khác xem nhé. Trường hợp này vẫn bị nha anh em, vẫn bị. Cái trường hợp này chúng ta cùng xử lý cái phần sấy nhá. Rồi là anh em chúng ta cùng vào việc nhé. À đây, có một cái nữa là có nhiều anh em khi dùng cái máy này, tình trạng là khi anh em ra lệnh in như này đúng không, đó. Nó sẽ báo như giống như này, hai cái này nó nhấp nháy, mặc dù ở dưới đây chúng ta vẫn có giấy nhá. Trường hợp như vậy thì anh em phải xử lý như thế nào? Đó là do đây, anh em nhìn cái biểu tượng trên này không? Ở đây nó có cái biểu tượng này, chúng ta đặt giấy đây. Đợi đợi in xong rồi. Ở đây. Đây nhá, anh em nhấn vào đây này. Ở trên cái mục multi tray này, anh em chọn A4 cho tôi nhá. Anh em đừng chọn free size. Mà anh em chọn hàng A4. Đó, là một. Thứ hai cái mục số 2 đây, anh em cũng chọn A4 cho tôi là sẽ được. Còn bây giờ nhé, tôi thử sang resize này. Ở trên cái mục multi này tôi cũng chọn resize. Đó, bây giờ tôi in thử nhé. Đó, đúng không? Mặc dù đây vẫn có giấy này. Đây. Đây vẫn có. Đó. Thế. Đó, bây giờ tôi hủy lệnh in này đi. Đó, rồi. Tôi thử nhấn vào đây. Ngay bên trên cái dấu hủy lệnh này. Đó. Tại mục multi chúng ta chọn A4. Chọn plain. Đó. Xuống đến cái mục rail ở dòng số 2. Chọn A4 và cũng chọn plain. Rồi.
Bây giờ tôi in thử nhá, output đây. Đó. Rồi. Đó, như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị em hiện tượng thứ nhất là xử lý cái lỗi khi chúng ta ra in ở trên máy nó không cho in. Đó, bây giờ còn đến cái vấn đề chính, đó là anh bạn này đang bị bóng chữ. Rồi, tắt máy đi nha. Rồi, bây giờ ta cùng tháo em nó ra nhé. Đây là có hai em, một em này là bị lỗi là bóng chữ. Đấy, thì nữa anh em chúng ta lại xử tiếp một em, nó là em cũng em là em Canon nhưng mà nó là 252, là bị tình trạng là súng mực. Anh em tháo hết cái ốc ra giúp tôi. Anh em tháo ốc ra nha. Tôi tắt cái flash đi. Tắt cái flash đi chứ không thì tí nữa lại hết hết pin. Đã đang quay cho anh em lại hết pin thì hơi mệt. Thú thực anh em thông cảm giúp tôi, bởi vì toàn bộ cái quá trình quay video cho anh em chia sẻ cùng với anh em này là một mình tôi làm, một mình tôi xử lý, toàn vào thú thực là toàn làm đêm, nhiều khi là nó chất lượng âm thanh cũng như là hình ảnh nó cũng không được đẹp, cho nên là mong anh em thông cảm. Nhất thứ hai là tôi cũng không muốn chỉnh sửa nhiều, chỉ thích để nguyên bản cho anh em. Tự bên này cũng phải nhanh nha. Đây, nó đều có cái đánh dấu hết rồi mà nha. Đó. Anh em nhớ nhá, nếu mà tháo cái đây, anh em dựng lên này, anh em tháo mấy con ốc này ra rồi đấy, thì hạ cái khay đào mặt xuống này, sau đó anh em nhấc cả cái cụm. Đó. Cái cụm đào mặt này ra, anh em để ý giúp tôi nhé, để tháo cái này ra ấy, thì anh em phải đóng cái lóc cửa này vào này, là thứ nhất này. Thứ hai này, đóng lóc cửa vào thì khi đó anh em tháo cái bánh răng này nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Còn nếu mà anh em mà không đóng lóc cửa vào thì tôi phải thú thực với anh em là anh em phải tháo bung cái này ra thì anh em mới lấy được. Đây này, tại sao, bởi vì đây nó ở đây nó có cái cá này. Đó. Rồi đó. Bây giờ tháo được sấy ra thì anh em phải tháo cái hướng giấy này ra đã, và cái sensor ra giấy này. Để tháo con sensor ra giấy đầu mặt này. Để tháo ra trước đây. Tiếp đó là tôi tháo cái em hướng giấy này.
Đó, tiếp theo đây nhá, anh em tháo cái này ra cho giúp tôi là một này, mát này, hai cái dây này, điện này, cắm điện này. Tiếp đến đây đó. Và tháo hai cái ốc này ra mà anh em có thể lấy cái cụm sấy ra rồi. Sau khi tháo xong nhé, anh em cầm này, rút mạnh nó ra, uầy, cầm vào cái cụm sấy này nó nóng ran luôn anh em ạ. Đây, anh em tháo cái này ra cho tôi này, bấm nó xuống này, sau đó rút này, đây cũng vậy này, tháo cái này ra này. Đây có hai cái có cái lò xo nhé, anh em tháo hai cái lò xo này ra này, và tháo bốn con ốc này ra, là chúng ta sẽ tháo được cái sấy. Đây, chúng ta cùng tháo sấy. Tháo bốn con ốc ra này. Ôi, rách lụa. Này thảo nào không 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 bị bong chữ. Vị trí rách đây, đây nhá, đây, đây này, vị trí rách đây anh em, đó, đây, đây là một này, đấy, rách nó số hết về một bên. Trong này còn nó rồi. Cái này nhá, anh em có thể dùng tôi vít hai cạnh cũng được, hoặc anh em dùng kìm đều được, tùy anh em. Tôi quen thì tôi dùng tôi vít hai cạnh. Thế còn nếu anh em dùng dùng kìm thì anh em phải cặp chắc tay này, cặp thật chắc tay vào đây nhá. Nhấc lên này, bẻ cong đi một chút nữa nhấc ra được này. Nóng gian luôn anh em. Thứ nhất, thứ hai là đây tôi tháo ra để anh em cùng cùng xem nhé. Đó, đây nè, bạc ép này, cái này có hiện tượng là mọt cả bạc ép rồi. Đó, đây mòn bạc ép này. Hai cái bạc ép mòn luôn này. Đó, đây anh em nhìn ạ, mòn bạc ép này và rách lụa. Đó, đây rách lụa cho nên là hơi dẫn tới tình trạng như vậy. Đó, em này là phải thay hai món, đó là cái thứ nhất là bạc ép, thứ hai là lụa. Thì em này chắc là phải tạm hoãn lại để
còn chờ báo khách anh em nhé. Đây là chúng ta sang máy thứ hai, đó là tình trạng cũng bị sống mực, thì tin chắc là sống mực cũng liên quan đến cái vấn đề lụa sấy. Mà thôi, có khi tôi giải quyết luôn đi, đang là tháo ra rồi, anh em chúng ta cứ thay đi, mai khách không đồng ý thì lúc ấy chúng ta sửa ra xử lý sau cũng được, không mất công. Anh em chúng ta thay vào luôn, luôn vào ngày cho khách, cho nó mai làm việc khác đúng không anh em? Cố gắng vệ sinh nó sạch anh em ạ, không lúc chúng ta lắp vào mà nó thì nó phải bôi cả dầu vào đây, không là nó sẽ dễ lại mọt. Dòng này in rất thích, nhưng mà mỗi một tội cái này nó kêu to đúng không anh em, kêu có rất to luôn. Nhiều khách hàng bảo anh em đi quê là có làm cách nào cho nó nhỏ được không, thì đúng thú thực là không thể cho nó êm dịu được. À, bây giờ đến lượt anh em chúng ta cùng vệ sinh cái bạn phần bên phần thanh nhiệt. Bật quá.
Con này là của bên khách hàng ở bên tôi, là họ chuyên làm về sữa. Cái dòng máy này dùng cái lụa sấy này, trước kia là bên bên tôi có một sửa cho một bên là họ chuyên gia là bị hay bị cháy, rất hay bị cháy cái phần dưới này. Cái này đang có dấu hiệu bị cháy nha. Ồ, cái này được mỗi tí tẹo mỡ thôi anh em. Sạch sạch tắm này, bị giả hết rồi. Đã xong nha anh em. Đó, bây giờ lắp vào. Thank you.
nhá anh em, nếu anh em làm quen thì anh em có thể dùng, anh em dùng cái vít này. Tôi không quen thì tôi sẽ dùng cái tua vít hai cạnh này. Tôi kéo cái kéo ra này. Đó. Đó, tôi đặt xuống nó rất nhẹ nhàng. Đây là trường hợp tôi làm quen rồi thì tôi sẽ làm như vậy. Còn không thì anh em có thể anh em dùng dùng kìm. Đây là tôi cái kia tôi dùng tôi biết rồi, bây giờ cái này em này thì tôi dùng kìm thôi. Dùng kìm thì nó sẽ khó hơn bởi vì cái này nó vướng, cho nên anh em cứ dùng cái tôi biết hai cạnh nhé. À anh em phải 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 kiểm soát được cái lực cắm của mình nhé, không là có nhiều anh em làm là chảy máu tay lúc đấy lại bảo là ông quê suy dại là chết tôi đấy. Anh em nếu anh em mà khó quá anh em bỏ cái này ra này. Bỏ hẳn ra này, làm cho móc vào. Sao anh em rồi cái này là đó, thế là xong. Bây giờ lắp anh bạn này lại. Anh em chỉ cần lắp tới thôi, sau đó anh em lắp chặt sau cũng được, bởi vì mình lắp gá để cố định ốc trước mà. Còn cuối cùng thì tôi sẽ lắp chặt này. Đó. Tiếp theo là đến lượt anh bạn là cái này nhé, cái này là có tác dụng là khi mà nó bị kẹt giấy ấy. Anh em để ý thấy nó ở đầu nó có cái anh em kéo cái lắp cửa ra là lập tức cái bạn này bạn ấy sẽ vặn ngược lên này, lân cái lỗ sấy cái lỗ ép lên để chúng ta đây sẽ lân cái này lên để chúng ta lấy cái giấy hoặc là dị vật nó kẹt ở bên trong da nó dễ hơn. Đây nhá, cái này nó có chiều của nó đây này. Có mũi tên, anh em nhớ để nó. Đây, đây. Rồi. Sau đó anh em lắp vào này. Nghe lại đây các bạn này. Rồi sau đó anh em cắm dây này, cắm cắt nguồn có cho sấy đây. Đây nguồn cho sấy này, một cái
mát rồi. Em tiếp một em nữa xong. Bây giờ thì chúng ta lắp cái hướng giấy. Sau đó anh em lẹp cái dây này lại cho tôi, bởi vì nó còn có một cái processor duplex nữa. Giờ anh em đi cái dây này còn gọn lại một xíu để cho nó vừa là thẩm mỹ vừa là tí nữa anh em đi cái đây đi con sensor đảo mặt này vào là nó con sensor đảo mặt này vào nó sẽ không bị cộm lên. Đây vậy là chúng ta đã 80% là xong quá trình rồi, giờ chỉ có lắp lại thôi. Rồi ok đã xong. Đó. Đây còn đến cái phần bánh răng, đây anh em để ý cho tôi này. Cái phần viết này tôi cắm đúng vào đây thì nó sẽ xuống ngay đó, phát được luôn. Bánh răng nối với bánh răng trung gian nên cũng sấy này. Tiếp đến bánh răng này. Đó. Rồi, bây giờ đến cho cái em duplex. Anh em phải cắm nó vào, mở cái nắp dưới này ra rồi anh em cắm vào nó sẽ dễ hơn. Năm con ốc bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể cắm vào để in thử. Khách hàng vào đây là mực của khách hàng, ủa khách hàng đồ mực 1 2 3 4 5 6 7 bảy lần đồ mực này nhé. Nên chúng tôi đồ mực cho khách hàng tới lần thứ 7 rồi, nhiều khi khách vẫn cứ kêu.
Rồi, đã ok nha anh em, không còn vệt. Không còn vệt bóng chữ nữa. Rồi, đẹp xinh. Rồi, như vậy là tôi cùng với lại anh chị em chúng ta đã cùng nhau thăm khám và giải quyết xử lý được em máy 251 bị tình trạng gọi là in bóng chữ, nguyên nhân là do rách lụa và mòn bạc ép. Rồi, cảm ơn anh chị em đã xem video. Nếu anh chị em thấy hay và ý nghĩa thì xin vui lòng cho một like, cũng như cho xin một đăng ký kênh để giúp anh em Minh Khuê có nhiều động lực hơn trong quá trình làm việc, cũng như là có nhiều video để gửi tới anh chị em cũng như là quý khách hàng để sử dụng máy in cũng như là máy văn phòng, làm sao để tối ưu được hết công năng của máy cũng như là đạt hiệu quả cao nhất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở video tiếp theo, là video sửa con em máy in 252 bị tình trạng là sống mực. Em này là bị bóng, em kia là bị sống. Đây. Còn hai con ốc cuối cùng chúng ta bắt vào là xong. Một em rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở video tiếp theo nha. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại.